quay về cho vợ coi chứ cũng quay để giới thiệu vựa rau như ý luôn. Với hay mua rau ở đây nhiều. Rồi. Này rau nhút phải không? Nhút nấu canh không chị? À, cái này nó canh chua. Canh chua. Để em bỏ đi. Lấy một ít, bỏ nào đây? Em bỏ đây nha. Bỏ nào non non đó. Với bỏ mồng tơi. Rồi lấy này 25, lấy thằng này 25. Lấy bỏ mồng. Có đậu hũ hả? Cái này không nấu canh chua là món khác được không? Được, mình xào được không? Cái này thấy ta cũng xào mỡ, xào dầu cũng ăn. Xào tỏi á. Cái này lấy 12 để. Tỏi nó dập quá. Có cái bó nào nó... ok. Cái này mai mới ăn. 12 với cái này 25, 37. Ok. Wow, ba lấy món đó chúng ta chiều cũng dẹp. Các bạn. Lắm trái nhỏ mà nó nâu mà. Ok, 10.000 thôi. Rồi, 10.000 Phú Quốc mình ăn không phải. Dạ, dạ. Ok. Bây giờ mình có chọn thêm cái bắp cải này. Lấy vào là còn hay đi. Ok. Lấy bắp này nữa chị. Okay. Okay, chị. Cái nào cũng bớt hết. Cái này cũng bớt hết. Quá vui luôn. Quá vui luôn. Cảm ơn bà chủ. Các bạn, phía trước là cây cầu Nguyễn Trung Trực, là cây cầu dài nhất và lớn nhất ở huyện đảo Phú Quốc mình. Leo lên cầu để cho các bạn xem nha. Và chúng ta sẽ di chuyển đến chợ Dương Đông, là chợ trung tâm thị trấn lớn nhất ở Phú Quốc, huyện đảo Phú Quốc này. Các bạn thấy phía bên trên trái đó là tên của chợ Dương Đông các bạn. Giờ sửa thành có một cái dãy là Coffee Market Dương Đông. Bên kia là chợ Dương Đông các bạn thấy không? Bạn thân mến, bây giờ là sông các bạn, con sông Dương Đông. Bây giờ là chuyển lên hóa vào chợ như là sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân ở Đông đảo Phú Quốc. Các bạn thấy rất là bình yên, nên thơ, xanh và đẹp. Xà lan đó các bạn. Mình sẽ tiến vào trong chợ Dương Đông ở dưới chân cầu Nguyễn Trung Trực. Mình sẽ chạy một vòng khu chợ Dương Đông để các bạn thấy đời sống sinh hoạt hàng ngày của những người dân tại đất đảo. Chợ Dương Đông là một cái khu chợ tập trung bán hàng rất là đông nhất ở Phú Quốc. Các mặt hàng nhu yếu phẩm, rau, rồi hải sản, các loại đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cá, thịt, vân vân các bạn. Buổi sáng sẽ đông hơn buổi chiều các bạn. Giờ này mình đang đi là buổi chiều nên không có đông bằng buổi sáng. Tuy nhiên ở con đường này nó hẹp nên xe vào thì đông quá, đi 2-3 chiều nên dễ đi chứ không có khó. Các bạn thấy đồ tươi không đó các bạn. Chôm đông quá các bạn ơi. Xin phép cho qua nha. Vừa đi vừa quay cho các bạn thấy mặt hàng giá cả. Một dòng cho các bạn thấy. Di chuyển xe hơi bị khó khăn. Sao? Sống sinh hoạt hàng ngày của những người buôn bán trên chợ rất là vất vả các bạn. Tuy nhiên thì cũng đông tắc, kẹt xe rồi. Khu chợ hải sản không chứ. Là nằm ở khu trục đường Trần Phú, nói liền với bên khu chợ Dương Đông. Ngoài này bán hàng bông nhiều, chợ trái cây. Thường thì mọi người ít đến, chỉ biết đi vô trong chợ thôi, mà bên không ngoài chợ đó, ngay tuyến đường bao quanh chợ là đường Mạc Phủ, là con đường cũng chuyên bán bữa rau rất là nhiều, đặc biệt là các bữa rau đó các bạn. Mến, mình đang có mặt tại chợ đêm Phú Quốc. Giờ là buổi chiều, mọi người đang chuẩn bị mở cửa hàng để chào đón những khách, những du khách đến tham quan chợ đêm Phú Quốc. Chúng ta xem trước giờ chợ đêm Phú Quốc hoạt động để mở hàng như thế nào, đường phố ra sao. Dòng cho các bạn xem nha. Chậm thôi để cho các bạn xem. Đấy, bây giờ là 5 giờ. Thời điểm này thì chưa có khách nhiều, chỉ có một vài khách đi tham quan thôi. Đường phố bây giờ cũng vắng nên xe có thể di chuyển vào, nhưng mà đến tối thì khoảng tầm 6 giờ là không có cho xe vào rồi các bạn. Các bạn thấy thời điểm này thì trời vẫn còn sáng, nên thấy rất là nhiều. Bên kia có một cái quán cà phê bờ sông rất là tuyệt vời, các bạn có thể uống cà phê ngắm sông. Qua đây cho các bạn xem, nhớ ghé kẹo chỉ Phú Quốc nha. Đậu phộng châu Châu, các bạn đi chừng 20 lần qua là các bạn ăn được nguyên một hũ. Đây các em dễ thương chưa. Tối thì ở đây rất là đông các bạn, mùa này là mùa hè nên khách du lịch Việt Nam thì nhiều hơn. Toàn bộ khu chợ đêm Phú Quốc thực sự cũng không có dài lắm đâu các bạn. Mình đi bộ một đoạn trong khu chợ đêm chừng 10 phút là là hết trong chợ rồi. Kết thúc ngay đầu cầu này, cầu trên phía trên các bạn thấy nó còn gọi là cầu ngang, còn gọi là cầu đúc, giờ tên là cầu Nguyễn Trung Trực. Giờ vòng lại nha, vòng lại vòng cho các bạn xem nha. Ăn uống ẩm thực đó. Rồi. Đó rồi, quay lại có quán cà phê quanh mà. Giờ này còn sớm lắm các bạn ơi. Có spa nè. Ok. Bạn thấy phía bên đằng trước á, sau đó là con sông đó các bạn. Bến tàu đó. Này mình đang đi ngược lại cho các bạn xem nha. Nhà hàng. Ok. Quay lại bên phía bên này cho các bạn coi. Đấy, khi các bạn đi du lịch đến Phú Quốc thì các bạn sẽ được đi dạo bộ, tham quan trong khu chợ. Thì quay cho các bạn thấy trong khu chợ có bán cái gì, gồm những sản phẩm nào. Giờ này người ta đang dọn hàng đấy, các bạn thấy không? Đấy. Các bạn tha hồ mà lựa chọn mà mua, ăn uống. Có những cái món ăn không biết là những nơi khác có không. Mình thấy có món kẹo chỉ cũng là gợi nhớ thời thơ ấu của mình. Ngày xưa có ăn kẹo chỉ ở Sài Gòn, bây giờ kẹo chỉ ở Phú Quốc cũng rất là ok, không ngon. Mời đồng bọn bạn vô. Đây sẽ có những em gái sẽ mời các bạn ăn đậu phộng chu chu nha. Đấy, thấy không? Mình được mời ăn nè. Đậu phộng chu chu nè. Ngon không? Có người qua khả năng nhiều lắm. Có mua nhiều không? Dạ. Không vô chu mà. Ngang tại chỗ luôn đó. Ngang tại chỗ luôn mà. Đêm bán được nhiêu hũ? 1000 hũ không? Em không biết. Biết nữa. Tối nay vô thưởng thức nha. Dạ. Thấy không? Mấy em gái đẹp không? Em trai cũng dễ thương nè. Em gái đẹp không? Em trai dễ thương. Trời ơi sao chó kiển để chạy tùm lum vậy? Vô. Ok các bạn. Nghe cặp đó là cái này là em cuộn Thái Lan nha. Okay, em cuộn. Thẳng phía trước là đường Trần Hưng Đạo. Chỗ này là ngã tư đó các bạn. Đây.